Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều địa phương cho thấy hiện nay nhiều người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh. Do đó, thành phố Hà Nội đã ra quy định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại 5 địa điểm này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu muốn đến 5 địa điểm công cộng là bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ. Thành phố yêu cầu phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ, ai không có khẩu trang thì không cho vào. Các địa điểm này cũng phải bố trí điểm bán khẩu trang ở cửa để người dân chưa có khẩu trang mua. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã lập 5 đoàn kiểm tra trên 30 quận, huyện để kiểm soát chặt chẽ việc bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và phát hiện nhiều người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang. Được biết, mức phạt với hành vi không đeo khẩu trang cũng được tăng nặng. Từ ngày 15 tháng 11 sẽ phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với người có hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.